Như quý vị, một khán giả làm ở trong sở thuế gọi cho tôi biết là cho đến bây giờ chính phủ đã gửi check 1.200 đô la cho 88 triệu công dân Hoa Kỳ. Quý vị thấy hay không? 88 triệu công dân Hoa Kỳ. Và 50 triệu đang được gửi trong tuần tới. Cho nên nhiều quý vị gọi điện thoại riêng lại bảo giáo sư giờ này tôi vẫn chưa có check. Quý vị chịu khó chờ. Đến tuần tới, đến thứ bảy đến tuần tới mà vẫn chưa có check, quý vị có thể gọi vào cái website là irs.gov-eip. Là quý vị sẽ biết được cái check của vị nó ở đâu, bao giờ nó gửi đến ngân hàng hay là bao giờ nó sẽ gửi về nhà. Rõ ràng, chính phủ Mỹ làm việc tuyệt vời. Không giống như mấy cái chính phủ đi tham nhũng, mấy cái chính quyền tham nhũng, lươn lẹo, ăn của dân. Rồi có một số nữa lại nói rằng là họ đi xin tiền thất nghiệp mà vẫn chưa có. Cái tiền 1.200 của họ thì về rồi mà thất nghiệp vẫn chưa đến để lãnh thêm 600. Quý vị thấy nghe có sướng không? Người Việt Nam của chúng ta đấy, cả vợ cả chồng lãnh mỗi người 1.200. Xong giờ bà vợ thêm cái thất nghiệp, bây giờ đi xin thất nghiệp mà nó chưa gửi về. Khi nó gửi về, bà nói rằng nó đã báo cho bà được 400 một tuần. Nếu cộng thêm 600 nữa là coi như một tuần mới được 1.000 đô la. Mà được 14 tuần như thế là 14.000 đô la. Kỳ này có nhiều người Việt Nam mua nhà lắm. Họ lãnh quá nhiều tiền. Bởi vì Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng là ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố, ông Mnuchin tuyên bố nước Hoa Kỳ sẽ phục hồi kinh tế rất mạnh và giàu. Ông dùng cái chữ gì? Recovery very strongly. Tức là phục hồi rất nhanh, rất mạnh. And fast, và lẹ, nhanh chóng. Ông ấy cảnh cáo những người mà cho rằng kinh tế Mỹ suy sụp, họ phải chống mắt cho họ nhìn. Tuần này là các cơ sở về tiểu thương, tuần sau là các cơ sở về nhà hàng ăn, rồi bãi biển, rồi nơi di trú, rồi rạp cine bắt đầu mở lại. Chỉ có khuyên người dân đừng có quên đeo khẩu trang và phải giữ khoảng cách 3 feet, 6 feet. Bởi vì chính phủ đang đưa ra 318 tỷ đô la giúp cho các small business đó. Các công ty small business có quyền vay đến 2 triệu đô la. Còn nếu là các công ty lớn như là hàng không, họ được dành ra 78 tỷ đô la giúp cho các công ty hàng không. Các công ty hàng không họ không vay 1, 2 triệu đâu. Họ vay hàng trăm triệu. Công ty lớn như là Delta, công ty lớn như là United Airways, công ty lớn như là American Airlines. Nó vay hàng tỷ. Lãi suất thấp. Quý vị thấy chưa? Cho nên nó sẵn sàng để tàu bay đậu ở nhà hàng nghìn chiếc, hàng trăm chiếc. Mà nó vẫn nhiều tiền. Donald Trump là một con người, tôi đã nói nhiều lần với quý vị rồi, hai điều không thể nào chơi Donald Trump được. Thứ nhất đô la, thứ nhì là gái. Cả hai món ông ta đều thừa. Nói về vấn đề đô la là nói về vấn đề kinh tế. Donald Trump là một con người quá tài về kinh tế. Tài sản của bố để lại đâu có bao nhiêu đâu, vài chục triệu đô la. Mà nó làm từ đó lên đến hàng ngàn triệu đô la. Có tài sản đến 10.000 triệu đô la. Đảng Dân Chủ ghét, nói xấu, bảo ông ta còn nợ còn đần, thì ông ta có vào khoảng 4.000 triệu đô la. Bây giờ 1 triệu cũng là nhiều, chứ nó là 4.000 triệu. Bởi vậy cho nên khi ông ta ra tranh cử Tổng thống năm 2016, những cái tên gọi là kinh tế gia này, kinh tế gia nọ, những cái tên gọi là tiến sĩ này, tiến sĩ nọ, được cả giải Nobel, 18 tên giải Nobel viết một cái thơ nói rằng dân Mỹ mà bầu Donald Trump thì năm đầu tiên sẽ là năm sạt nghiệp của nước Mỹ. Và thế giới cũng phá sản. Thì chúng nó thấy ngu, bây giờ chúng nó nói tầm bậy. Chúng nó là những cái con mọt sách, nó có học mà không có hành. Như là Việt Nam không ai mà qua mặt được cái tên Vũ Văn Mẫu mà nó làm về luật. Hồi trước tên gọi nó là gì? Hoa đời là Lucin. Nó là vua luật ở Đông Dương. Cuối cùng nó là một tên bắn nữa.
Tại sao gọi là bán nước? Nó đuổi người Mỹ ra khỏi Đông Dương có phải bán nước à? Để nó giao cho Cộng sản. Nếu mà nó không lên đài, nó yêu cầu Mỹ khỏi Đông Dương, Mỹ có bỏ Việt Nam đâu. Cho đến bây giờ, trong lịch sử của Mỹ, 240 mấy năm, chưa bao giờ Mỹ tuyên bố bỏ một đồng minh. Cho nên những cái tên ăn hại, đái nát, những cái tên chính khứa, học hành đầy người, mà toàn là những cái tên ăn hại, đái nát, bốc phét. Bởi vì tên nào cũng câm miệng, để cho mấy ông dốt đi cày đi bừa, nó kiểm soát Việt Nam trên 70 năm, mà chúng nó vẫn là kêu là trí thức chùm mền. Có thằng nào lên tiếng đùa Cộng sản đâu. Nó đưa cả Hồ Chí Minh vào với chùa, có thằng nào lên tiếng đâu. Miệng câm như hến, học hành như thế à? Đem một đốt sách còn sung sướng hơn là những cái tên ăn hại đó. Thế Donald Trump tỉnh bơ. Mấy cái thằng có học gọi là một năm làm cho nền kinh tế Mỹ suy sụp, thì sau này 3 năm rồi kinh tế Mỹ lên như diều. Còn đè thằng Tập Cận Bình ra mà lôi nó 300 tỷ mỗi đô la mấy năm nay. Rồi mấy người kinh tế bây giờ ngồi cười vỗ tay, bảo ô, bây giờ Tập Cận Bình nó trả thù, nó làm cho kinh tế Mỹ ngu. Tập Cận Bình không bao giờ đủ khả năng trả thù Mỹ. Tôi thưa với quý vị câu đó. Mà không cứ Tập Cận Bình, bất cứ một thằng cộng sản súc sanh nào trên thế giới này đều làm đầy tớ cho Mỹ. Quý vị biết Dương Đại Hải nói là có bằng chứng. Đây, quý vị biết rằng là lâu nay thằng Iran là nó có những cái lò nguyên tử ngầm, nó có những cái phong gọi là đề án để mà tạo lại nguyên tử cho Iran. Sau khi nó được thằng Obama cho nó hàng trăm tỷ đô la để miệng nói là hứa không phát triển nguyên tử. Thằng Obama trước khi mà hết chức làm tổng thống mướn tổ bay Thụy Sĩ chở hàng trăm triệu, hàng tỷ đô la tiền mặt, tiền tươi đem qua cho thằng Iran để cho nó giúp tụi khủng bố. Đó là đường lối của Iran ở cuộc 34 của Obama. Thế nhưng mà quý vị thấy rằng trong suốt 3 năm nay thằng Iran thí nghiệm bom nguyên tử, chưa cần nói tới, nhưng mà thí nghiệm những loại hỏa tiễn lên lục địa thất bại hết cả 3 lần. Rồi thằng tàu phóng người và các cái vệ tinh nhân tạo cũng bị thất bại. Rồi thằng Kim Jong-un một năm trở lại đây bắn hỏa tiễn ra, vừa ra khỏi nòng đổ bung. Thế thì quý vị cũng sẽ thắc mắc, thế giới thắc mắc mà tại sao là trước kia nó làm thành công, Iran trước kia cũng bắn thành công mà rồi bây giờ bị bể. Kim Jong-un hồi trước bắn hoài, lúc thì hỏa tiễn tầm ngắn, lúc thì hỏa tiễn tầm trung, xong rồi còn nói rằng sẽ bắn hỏa tiễn tầm xa đến Cali, đến Alaska của Mỹ. Cuối cùng bây giờ hỏa tiễn vừa ra khỏi cái nòng đạn đã bị nổ bung. Đó là cái nguồn tin cho biết là Kim Jong-un không phải chết vì mổ tim, mà theo tờ báo gọi là Daily News, Daily Mail cho biết rằng là Kim Jong-un vào ngày 14 tháng 4 vừa rồi đã cho bắn một hỏa tiễn, và hỏa tiễn này đã nổ bung sau khi ra khỏi giàn, cho nên những cái mảnh nó đã văng và thằng Kim Jong-un này bị thương vì các mảnh đó, phải trở về bệnh viện để mổ xẻ. Và cho đến giờ này theo như tờ Daily Mail cho biết nó vẫn chưa tỉnh táo, coi như có vẻ như thằng này đi luôn. Và đó là lý do tại sao có nguồn tin cho biết là thằng này ngày 15 tháng 4 vừa rồi nó đã không đến tham dự cái lễ kỷ niệm sinh nhật của thằng ông nội nó là Kim Nhật Thành, và thằng bố nó là Kim Jong Un, nó là Kim Jong Un, Un Yến mà. Là vì sao? Bây giờ mới điều tra ra là do Do Thái phá hoại. Cho đến bây giờ thì Do Thái có cái loại gọi là virus về Internet. Cái con virus này nó thâm nhập vào các cái computer của Iran, computer của Tàu Cộng, computer của Bắc Hàn. Thế thì khi mà nó đã xâm nhập vào những cái bộ phận về computer đó, đây là cái bản tin của ông Nguyễn Đình Khương, ông ấy gửi cho tôi. Cảm ơn ông Khương nhiều. Khi mà nó đã xâm nhập vào những cái computer đó thì nó control.
nó kiểm soát cái computer đó từ cái độ bắn cho đến tọa độ, ngay cả những cái phi cơ không người lái nó vẫn có thể kiểm soát được. Và cái con virus đó nó có cái tên gọi là Yehida Snow Matajip. Đây là một cái tên của cái đơn vị tình báo về an ninh mạng của Do Thái, là đơn vị 8200. Và cho đến bây giờ họ mới biết rằng Thủ tướng Netanyahu vào ngày 30 tháng 4 năm 2018 đã tuyên bố rằng Do Thái đã có một tài liệu 55.000 trang tài liệu cho thấy rằng Iran đã phát triển và đang phát triển võ khí nguyên tử, cho thấy rằng Tàu Cộng cũng đang ăn cắp tài sản trí tuệ của Mỹ và thằng Kim Jong-un của Bắc Hàn để có thể phát triển những cái chương trình hỏa tiễn liên lục địa, nó gọi là ballistic missile. Quý vị thấy chưa? Và cái đơn vị tình báo của Do Thái cho đến giờ này không có đối thủ. Nước Mỹ này mạnh cũng một phần nhờ Do Thái, vì vấn đề tình báo Do Thái quá hay. Rồi chúng ta qua vấn đề Dow Jones hôm nay để quý vị thấy kinh tế Mỹ phát triển. Hôm nay Dow Jones đã lên trở lại 24.068 điểm, đã lên được gần 300 điểm. Tôi đã thưa với quý vị rồi, thị trường chứng khoán là trò chơi của mấy cái thằng nhiều tiền của Hoa Kỳ. Lúc cho lên, lúc cho xuống, mà bây giờ nó thấy tình trạng lên quá. Lý do là vì Donald Trump tuyên bố tháng 5 coi như các tiểu bang sẽ mở cửa lại. Kinh tế của Mỹ tuyệt vời. Vì vậy cho nên Dow Jones lên lại 24.000. Cái đề vài tuần quý vị nhớ nó xuống đến 18.000. Và bây giờ nó vậy là nó lên đến 6.000 điểm, tức là 6.000 tỷ đô la. Một cái sự kiện quá tuyệt vời. Và Tổng thống Donald Trump còn tuyên bố sẽ không mua dầu hỏa của Saudi Arabia vì cái số dầu dự trữ của Mỹ quá nhiều, trên 77 triệu thùng dầu thô. Và nền khai thác dầu hỏa của nước Mỹ tuyệt vời và thặng dư trên thế giới, cho nên thùng dầu hỏa bây giờ có 12 đô la một thùng, 12 đô la 50 cent. Một cái sự kiện mà chưa bao giờ có trong suốt 30 năm qua. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu, và xin ơn trên phù hộ chúng ta.